Trên thế giới này có rất nhiều điều kỳ lạ mà bạn vẫn chưa thể nào biết hết. Chẳng hạn như vấn đề quốc gia mà Taka sắp chia sẻ dưới đây. Đảm bảo là sẽ khiến anh em mắt chữ A, mồm chữ O sau khi mà xem xong. Đâu là quốc gia kỳ lạ nhất thế giới? Điều gì bình thường ở đất nước này nhưng mà vô cùng kỳ quặc ở quốc gia khác? Những con người phi thường sống ở những quốc gia khắc nghiệt nhất thế giới, họ phải làm như thế nào đây? Hãy tìm cho mình một chỗ ngồi êm ái, cùng Taka dạo một vòng khắp thế giới và làm một chuyến du lịch nhỏ nhỏ khá thú vị nhé. 15 sự thật thú vị về các quốc gia. Số 1. Nếu mà ai đó hỏi nước nào có nhiều múi giờ nhất thế giới, thì có lẽ câu trả lời của bạn sẽ là nước Nga, Mỹ hay Trung Quốc. Có lẽ là khi nhắc đến điều này, đa số chúng ta nghĩ rằng đất nước nào có diện tích lãnh thổ rộng nhất thì sẽ có nhiều múi giờ nhất, phải không nào? Nhưng mà câu trả lời lại là một đất nước chỉ có lãnh thổ rộng hơn 640.000 km² mà thôi. Đó chính là nước Pháp. Nước này có đến tận 12 múi giờ và nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Trong khi Nga là nước rộng lớn nhưng mà cũng chỉ có 9 múi giờ, thì Pháp lại là một quốc gia lãnh thổ chính nằm tại Tây Âu, cùng một số vùng lãnh thổ ở hải ngoại. Chính vì thế là có cảnh oai oan cho người dân tại đây, là có đến 12 múi giờ khác nhau. Pháp không chỉ phân lãnh thổ chính quốc mà còn có nhiều vùng lãnh thổ hải ngoại nên mới trải qua tới 12 múi giờ như vậy. Hãy thử tưởng tượng bạn đi làm lúc 7 giờ sáng và đến văn phòng mới có 6 giờ sáng mà thôi. Nghe có vẻ như là xuyên không về quá khứ ấy nhở, nhưng mà thú vị phết đấy. Số 2. Canada có diện tích lớn thứ hai thế giới chỉ sau Nga, nhưng lại là đất nước có nhiều hồ tự nhiên nhất, chiếm hơn một nửa số hồ trên thế giới. Người ta ước tính rằng có khoảng 31.752 hồ trên đất liền ở Canada có diện tích hơn 3 km². Trong số đó có khoảng 561 hồ lớn trên 100 km². Hồ lớn nhất Canada hiện tại là hồ Superior, nằm chung giữa tỉnh Ontario, Canada và Mỹ, có diện tích khoảng 82.103 km². Độ sâu trung bình là 147 m. Với kích thước rộng lớn, hồ có diện tích tương đương với đất nước Áo rồi. Ta càng nghĩ với diện tích hồ nhiều như vậy, đất nước này nên nghiên cứu cách làm nhà trên mặt hồ cho đỡ phí diện tích. Số 3. Trên thế giới có một quốc gia mà không có bất kỳ con sông nào chảy qua khu vực lãnh thổ của họ. Vâng, đúng là như vậy, các bạn không hề nghe lầm. Đó thì chính là Ả Rập Saudi, nơi nổi tiếng của thánh đường Mecca. Là đất nước nằm ở Tây Á với 2,1 triệu km², nhưng bạn sẽ chẳng thể nào tìm thấy bất cứ dòng sông. Đây thực sự là điều khá bất ngờ đúng không nào? Không có sông suối chảy qua đã gây ra những khó khăn rất lớn cho người dân nơi này. Vậy thì họ lấy nước ngọt ở đâu để mà duy trì cuộc sống? Hẳn đây là câu hỏi hiện lên trong đầu chúng ta. Để khắc phục tình trạng thiếu nước ngọt, họ đã phải lấy nước từ nhà máy khử muối hoặc là hồ chứa dưới lòng đất với chi phí rất là đắt. Mẹ thiên nhiên chơi kỳ ghê nha. Phân bố nơi thì thừa đầy nước ra, nơi thì thiếu nước khiến con dân phải lao đao. Số 4. Mỗi khi nhắc đến những nụ hôn, ta thường nghe đến cụm từ hôn kiểu Pháp, đúng không nào? Ở các nước phương Tây, hôn giống như lời chào hỏi hay là chào tạm biệt nhau vậy. Ấy nhưng vào năm 1910, tại Pháp ban hành luật cấm hôn nhau tại sân ga. Lý do cho luật lệ kỳ lạ này chính là vì khi những nụ hôn diễn ra quá lâu sẽ làm cho hành khách trễ tàu, mà tàu thì lại không đợi một ai. Thật đúng là kỳ lạ mà. Anh em nào đã thử phát cơm chó bằng cách làm một nụ hôn tại ga đường sắt trên cao ở Hà Nội hay chưa? Cho mọi người cùng biết nhé. Thêm vào đó là một like cho các nụ hôn nào. Số 5. Tượng đài dành những vị anh hùng hay những nhân vật lịch sử trên thế giới thì rất là nhiều, nhưng mà tại Nga lại có tượng đài riêng dành cho những chú chuột nữa cơ. Không phải bỗng nhiên đất nước Nga lại xây nên bức tượng cho những chú chuột này đâu. Nghe thật là kỳ lạ, nhưng nếu chúng ta tìm hiểu sâu hơn nữa sẽ nhận ra được tính nhân văn của nó. Đài tưởng niệm chuột thí nghiệm là một tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ Andro Khakokevich, được xây dựng trước Viện Khoa học và Di truyền của Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Được xây để vinh danh những chú chuột đã có công rất là lớn trong nền y khoa lúc bấy giờ. Tác phẩm điêu khắc cao 2,5 m nhằm ca ngợi những thành tựu khoa học của một loài động vật có vú nhỏ đã bị giết để phục vụ cho khoa học, tìm hiểu bản chất và hoạt động của DNA và cơ chế sinh học, sinh lý nhằm phát triển một loại thuốc mới và chữa khỏi bệnh. Nói cách khác, đây chính là tác phẩm nghệ thuật của lòng biết ơn. 6. Bạn thể đoán được quốc gia nào sẽ được hạnh phúc nhất hay không? Câu trả lời chính là Thụy Sĩ. Tại sao ư? Dĩ nhiên, để xem xét một quốc gia có hạnh phúc hay không thì người ta sẽ dựa trên rất nhiều yếu tố. Những lý do khiến Thụy Sĩ giành được giải quán quân là giàu có, tuổi thọ cao, có chocolate, ít người béo, đất nước hòa bình, ổn định chính trị, thời gian làm việc không có nhiều, hệ thống chăm sóc sức khỏe phát triển và nhiều người thông minh. 25 người Thụy Sĩ đã từng đoạt giải Nobel. Thêm vào đó, tính dân chủ rất cao. Vào ngày 23/4/2015, mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc vừa công nhận Thụy Sĩ là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng mà tại sao trong tiêu chí đánh giá hạnh phúc thì lại có cả chocolate? Có lẽ là ăn nhiều sô-cô-la sẽ khiến bạn trở nên yêu đời hơn chăng? Số 7. Nếu như mà ở Việt Nam, chỉ cần bước vài bước chúng ta đã có thể trò chuyện cùng với những người hàng xóm thân thiện rồi, hay chỉ cần ho một cái thôi, nhà bên cạnh đã thể nghe được, thì tại Mông Cổ, điều này rất khó xảy ra. Các bạn không nghe nhầm đâu, lý do là việc tại sao đất nước này lại khó gặp hàng xóm đến như vậy. Bạn nào đoán được hãy comment bên dưới nhé. Bật mí luôn, đó là vì dân cư đây vô cùng thưa thớt và lại phân bố không có đều. Một mặt khác, địa hình ở đây đa phần là thảo nguyên, khiến cho sự tập trung dân cư trở nên khó khăn hơn. Các bạn có tin được không, khi mật độ dân số đây chỉ vòn vẹn 4 người trên 1 dặm vuông, tức là khoảng 2,6 km vuông. Taka có nói đùa đâu, khi mà với mật độ dân số như vậy thì làm sao thể gặp được hàng xóm một cách dễ dàng cơ chứ. 8. Liệu có nơi nào là bằng phẳng nhất thế giới hay không? Taka có câu trả lời cho bạn đây. Quốc đảo xinh đẹp Maldives với độ cao tối đa 2,4m so với mực nước biển đang là quốc gia địa hình bằng phẳng nhất thế giới. Maldives nằm ở phía nam của quần đảo Lakshadweep thuộc Ấn Độ, cách Sri Lanka 700km ở phía tây nam. 26 đảo san hô của Maldives bao vòng quanh một lãnh thổ gồm 1.192 đảo nhỏ. Khoảng 200 đảo trong số này có cộng đồng địa phương sinh sống. Nơi này được mệnh danh là cách thiên đường một bước chân mà thôi, nhưng do độ cao trung bình của các đảo chỉ khoảng 1,8m so với mực nước biển, do đó các nhà khoa học lo ngại rằng nếu mực nước biển ngày càng dâng cao, thiên đường này rất có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn. Số 9. Trong tổng số sản lượng kim cương toàn cầu thì Nga chiếm hết 25% và trở thành quốc gia có nhiều kim cương nhất thế giới. Nga là một cường quốc về khoáng sản, không chỉ nổi tiếng với dầu mỏ, khí đốt mà ngay cả kim cương, Nga cũng là quốc gia đứng đầu, vượt xa các nước châu Phi và châu Mỹ. Thôi, từ nay thì mình không gọi đất nước này là Nga ngố nữa, mà gọi là Nga đại gia, chúa tể kim cương, ông hoàng đá quý. 10. Đừng biết đến Qatar chỉ qua trận bóng đá, quốc gia này đang giữ vị trí đất nước giàu có nhất thế giới. Về dân số thì chỉ 1,8 triệu dân, nhưng mà tổng GDP lên đến 202,45 tỷ đô la một năm. GDP đầu người lên đến 102.211 đô la một năm. Qatar tại Trung Đông đang là quốc gia giàu có nhất thế giới. Người dân thì có mức sống cao, được hưởng nhiều dịch vụ xã hội và tiện nghi đầy hiện đại. Qatar có tiềm năng kinh tế rất là mạnh và đang phấn đấu trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính của khu vực. 11. Nhà vệ sinh tại Nhật Bản có nút bấm khẩn cấp. Điều này được cho là để thích nghi một dân số đang già hóa nhanh chóng. Nút bấm sẽ giúp lực lượng chức năng hành động kịp thời nếu các công dân lớn tuổi cần trợ giúp khẩn cấp khi mà đang sử dụng toilet. Tuy nhiên điều này cũng đôi khi gây phiền phức cho du khách nước ngoài đến Nhật. Vì không đọc được tiếng Nhật, họ vô tình ấn nhầm nút gọi hỗ trợ khẩn cấp và có thể là có cuộc gặp không mong đợi với các lực lượng chức năng bên ngoài toilet. Hãy thử tưởng tượng là bạn đang dùng nhà vệ sinh nhưng mà có một đám người sẽ đến phá cửa và nhấc bạn đi bệnh viện. Cẩn thận đừng bấm nhầm nút nha. 12. Nếu mà trước đây việc khám phá một thành phố vào cuối tuần đã là một thử thách thú vị thì giờ đây hãy thử trải nghiệm đi bộ xuyên một quốc gia trong vài giờ mà thôi. Liechtenstein, một đất nước nhỏ bé nhưng vô cùng xinh đẹp, trải dài chỉ có 25 km từ Bắc xuống Nam và 4 km từ Đông sang Tây. Vậy nên là bất kể đi theo hướng nào, bạn vẫn thể đi xuyên quốc gia này trong có vài giờ mà thôi. Trải nghiệm này khá là thú vị đấy, nhưng mà đi bộ qua đây chúng ta có cần xin hộ chiếu hay không? 13. Có một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà con người dùng để giao tiếp với nhau. Người ta gọi đó là ngôn ngữ của loài chim. Bạn không tin ư? Đó chính là người làng Kürkoy ở Thổ Nhĩ Kỳ giao tiếp bằng tiếng huýt sáo, một loại ngôn ngữ hiếm được biết đến như ngôn ngữ của loài chim. Không như tên gọi, ngôn ngữ này không được dùng để nói chuyện với loài chim, mà được dùng để liên lạc với dân làng sinh sống dọc theo địa hình đồi núi ở Kürkoy. Nội dung trao đổi có thể phức tạp như ngôn ngữ của loài người và âm thanh phát ra âm vực cao là cách hữu hiệu liên lạc từ khoảng cách rất là xa. Phong tục lâu đời này cũng được duyệt danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO vào năm 2017. Và có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ may mắn được nghe tiếng huýt sáo vang vọng qua những tàn cây. Taka phải học huýt sáo ngay mà thôi, biết đâu lại được giao tiếp với người bản địa ở đây mà không cần học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. 14. Thật là đáng ngạc nhiên khi nhiều người nhầm lẫn Áo và Úc bởi vì cái tên khá giống nhau, Austria và Australia. Với một đất nước có 2/3 diện tích là đồi núi và những đồng cỏ, Áo là một quốc gia không có tiếp giáp với biển nào. Bên cạnh đó, Áo sở hữu rất nhiều tòa lâu đài nguy nga cổ kính và còn là nơi sản sinh ra rất nhiều nhà khoa học, nhạc sĩ đại tài. Người dân Áo thích uống bia cả ngày và không phải ở Áo, chỗ nào cũng có những ngọn núi cao đâu nhá. Ai mà thích uống bia thay cơm thì cứ đến đây, bạn sẽ được đón tiếp bằng bữa tiệc đủ các loại bia. 15.
Thông thường năm nào bạn cũng sẽ ăn mừng sinh nhật, nhưng mà ở Trung Quốc, không phải năm nào người ta cũng tổ chức sinh nhật. Người Trung Quốc cho rằng những năm tuổi 30, 33 và 66 thường mang lại vận đen cho người phụ nữ. Đồng thời tuổi 40 là năm tuổi đem đến vận đen cho nam giới. Giống như quan niệm hạn 49 tuổi ở Việt Nam vậy. Vậy nên những năm tuổi này họ thường không muốn tổ chức sinh nhật. Và thông thường trong những dịp quan trọng họ sẽ tổ chức 10 năm một lần. Sinh nhật lần thứ 60 và 80 là những sinh nhật quan trọng nhất của người Trung Quốc. Đặc biệt là người Trung sử dụng lịch âm khi tính tuổi sinh nhật của mình. Điều này cũng tốt đấy chứ, tiết kiệm khá khá túi tiền. Một năm mà được mời chụp cái đám cưới lại còn lễ sinh nhật nữa thì đau đầu lắm các bạn ạ. Rất là hấp dẫn đúng không nào? Và video này đến đây cũng là hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ là subscribe Taga Channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.